Anh Ngọc xin chào và cảm ơn quý vị đã quay trở lại với kênh cập nhật tin tức thời sự nhanh của Thời sự 24 giờ TV. Hôm nay có những nội dung gì đáng chú ý, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Các nội dung chính sẽ phát trong chương trình: tìm khẩn cấp những người tiếp xúc với bệnh nhân 17 tuổi ở Quảng Ngãi; hơn 100 người tiếp xúc gần với thanh niên 17 tuổi nhiễm COVID-19 ở Quảng Ngãi; Quảng Nam lên phương án đối với những người tiếp xúc với 4 người nhiễm COVID-19; Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo nóng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Và sau đây là nội dung chi tiết. Tìm khẩn cấp những người tiếp xúc với bệnh nhân 17 tuổi ở Quảng Ngãi. Liên quan đến ca nhiễm COVID-19 ở Quảng Ngãi, ngay trong tối 26 tháng 7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 đã có công điện khẩn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra dịch tễ, lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan với bệnh nhân, thực hiện cách ly và lấy mẫu để xét nghiệm tất cả các đối tượng, bao gồm người thân, học sinh cùng trường, người tiếp xúc gần trên xe khách, toa tàu, nơi bệnh nhân thường trú, nơi bệnh nhân từng đến, các nhân viên y tế, người tiếp xúc gần tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng để xét nghiệm khẳng định. Ban chỉ đạo yêu cầu tổ chức cách ly, quản lý, điều trị bệnh nhân theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo phòng chống lây nhiễm, không để lây nhiễm trong cơ sở điều trị. Tổ chức giám sát chặt chẽ hàng ngày tình hình sức khỏe của tất cả người tiếp xúc gần và có liên quan với bệnh nhân. Nếu phát hiện bất kỳ trường hợp nào có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Đặc biệt giám sát trọng điểm hội chứng cúm, viêm phổi nặng, giám sát trọng điểm COVID-19, giám sát dựa vào sự kiện nhằm phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch trong cộng đồng. Tiếp tục rà soát đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, lập danh sách tất cả các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trên địa bàn, tổ chức cách ly, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Xử lý, phun khử trùng, triệt để môi trường tại nơi bệnh nhân thường trú, trường học, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, phương tiện vận chuyển và các khu vực có liên quan khác theo đúng quy định tại hướng dẫn giám sát và phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế. Trước đó vào chiều ngày 26 tháng 7, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam đã ghi nhận trường hợp bệnh nhân nam 17 tuổi có địa chỉ tại phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 14 tháng 7 năm 2020, bệnh nhân có đến Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng để thăm anh đang điều trị. Đến ngày 17 tháng 7 năm 2020, về Quảng Ngãi trên xe khách, trên xe có một số người từ Bệnh viện C Đà Nẵng về Quảng Ngãi. Ngày 20 tháng 7 năm 2020, từ Quảng Ngãi đến lại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng và có biểu hiện sốt. Ngày 22 tháng 7 năm 2020, đi tàu từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi và có biểu hiện sốt, ho, khó thở, đến khám tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ngãi. Ngày 24 tháng 7 năm 2020, được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Ngãi lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Kết quả ngày 26 tháng 7 năm 2020, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hơn 100 người tiếp xúc gần với thanh niên 17 tuổi nhiễm COVID-19 ở Quảng Ngãi. Liên quan đến ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng ở Quảng Ngãi được Bộ Y tế công bố chiều ngày 26 tháng 7. Theo điều tra truy vết bước đầu, số trường hợp F1 được xác định có tiếp xúc gần với bệnh nhân là 127 người, trong đó có 4 người thân của bệnh nhân, 3 nhân viên Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ngãi. Ngoài ra còn có 120 bệnh nhân đến khám cùng khung giờ của bệnh nhân 419 tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ngãi. Ngành y tế cũng xác định có khoảng 100 trường hợp là F2. Theo đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tất cả những người dân từng có lịch sử tiếp xúc gần với bệnh nhân 419 trong thời gian từ ngày 13 tháng 7 đến nay cần có biện pháp tự cách ly và theo dõi y tế hợp lý. Những người di chuyển cùng bệnh nhân từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi và ngược lại trên các chuyến xe theo lịch sử di chuyển của bệnh nhân 419 cần khẩn trương đến các cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và thực hiện kiểm tra theo dõi sức khỏe. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã có công điện đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra dịch tễ, lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan với bệnh nhân, thực hiện cách ly và lấy mẫu để xét nghiệm tất cả các đối tượng, bao gồm người thân, học sinh cùng trường, người tiếp xúc gần trên xe khách, toa tàu, nơi bệnh nhân thường trú, nơi bệnh nhân từng đến, các nhân viên y tế, người tiếp xúc gần tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng để xét nghiệm khẳng định. Ủy ban nhân dân tỉnh Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng ngay các hoạt động dịch vụ giải trí ở các quán bar, karaoke và các cơ sở kinh doanh dịch vụ massage kể từ 19 giờ ngày 26 tháng 7. Trước đó vào chiều ngày 26 tháng 7, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam đã ghi nhận trường hợp bệnh nhân nam 17 tuổi có địa chỉ tại phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 14 tháng 7 năm 2020, bệnh nhân có đến Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng để chăm anh đang điều trị. Đến ngày 17 tháng 7 năm 2020, về Quảng Ngãi trên xe khách, trên xe có một số người từ Bệnh viện C Đà Nẵng về Quảng Ngãi. Ngày 20 tháng 7 năm 2020, từ Quảng Ngãi đến lại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng và có biểu hiện sốt.
ngày 22 tháng 7 năm 2020, đi tàu từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi và có biểu hiện sốt, ho, khó thở, đến khám tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ngãi. Ngày 24 tháng 7 năm 2020, được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Ngãi lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Kết quả ngày 26 tháng 7 năm 2020, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Cũng theo Bộ Y tế, tính đến 6 giờ ngày 27 tháng 7, Việt Nam có tổng cộng 420 ca mắc COVID-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly là 11.954, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 232, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 10.922, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 800. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 5 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 3 ca. Quảng Nam lên phương án đối với những người tiếp xúc với 4 người nhiễm COVID-19. Ngành Y tế Quảng Nam cho rằng 4 ca nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi có lịch trình di chuyển rất phức tạp, phát hiện bệnh muộn. Bên cạnh đó, lịch trình của hơn 100 người đi sự tiệc cưới trùng giờ, ngày với bệnh nhân 416, lịch trình đi lại cũng rất phức tạp. Ngày 27 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tổ chức cuộc họp về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đặc biệt với những trường hợp người dân địa phương đã từng tiếp xúc với 4 người nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi để có phương án cách ly phòng chống tốt nhất. Ông Nguyễn Văn Văn, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 7, Bộ Y tế đã xác định 4 ca mắc COVID-19 là bệnh nhân 416, bệnh nhân 418, 420 tại Đà Nẵng và bệnh nhân 419 tại Quảng Ngãi. Trước tình hình việc lưu thông đi lại giữa Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi rất thường xuyên và lịch trình di chuyển phức tạp của ca bệnh trước khi được cách ly và việc nhận cách ly tập trung người về từ các nước có dịch nên nguy cơ bệnh xâm nhập vào Quảng Nam là rất lớn. Ông Văn nói, liên quan đến bệnh nhân 416 và 418 tại Đà Nẵng, ngành y tế đã giám sát 133 người, trong đó huyện Đại Lộc có 94 người, thành phố Hội An 25 người, Điện Bàn 10 người, Thăng Bình 2 người và Tam Kỳ 2 người. Còn bệnh nhân 420 tại Đà Nẵng thì ngành y tế Quảng Nam đã giám sát 5 trường hợp, trong đó có 2 người ra thăm bệnh nhân 420 ở Tam Kỳ, 1 người ở thành phố Hội An và 2 người có đến bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng. Hiện những ca này đã được cách ly tập trung để lấy mẫu xét nghiệm. Theo ông Văn, hiện 4 ca nhiễm COVID-19 có lịch trình di chuyển rất phức tạp, phát hiện bệnh muộn. Bên cạnh đó, lịch trình của hơn 100 người đi dự tiệc cưới trung giờ, ngày với bệnh nhân 416, lịch trình đi lại cũng rất phức tạp. Đặc biệt có 3 cán bộ y tế cử ra thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, trong đó có một người trực tiếp đặt nội khí quản khám cho bệnh nhân 418. Những cán bộ này đã được đưa vào khu cách ly tập trung, lấy mẫu đi xét nghiệm. Trước việc này, ngành y tế Quảng Nam đã đề xuất tổ chức hoạt động kiểm dịch y tế tại sân bay, cảng và nhà ga xe lửa, triển khai cách ly tại nhà đối với người đến và về từ Đà Nẵng kể từ ngày 14 tháng 7, thực hiện nghiêm thông báo khẩn số 16 của Bộ Y tế, đề nghị Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ cho việc xét nghiệm COVID-19, vật tư, sinh phẩm hoặc tạo điều kiện để tỉnh được mua vật tư, sinh phẩm phục vụ xét nghiệm COVID-19. Trong khi đó, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho hay, hiện nay tình hình dịch bệnh đang nóng và cấp bách bởi không xác định được nguồn lây cụ thể trong cộng đồng. Quảng Nam với Đà Nẵng như một chỉnh thể thống nhất, hàng ngày giao lưu, thông thương, mua bán, đi thăm đi lại lên đến cả triệu người, nên cần phải đẩy nhanh công tác phòng chống dịch bệnh lên hàng đầu, nhất là công tác giám sát cách ly những người đã tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng. Ông Tân cho biết, sau khi phát hiện các ca bệnh tại Đà Nẵng, nhiều người dân đã nhắn tin đề nghị chính quyền tiến hành giãn cách xã hội như chỉ thị 16 để cho an toàn, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam thông tin, sau khi tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm của tất cả bệnh nhân tiếp xúc với bệnh nhân 416 và 418 mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, cùng một số người nước ngoài về cách ly tại các khu cách ly tập trung đã có kết quả bước đầu. Hiện đã có 120 mẫu bệnh phẩm âm tính với COVID-19. Trong số này có những người đã tiếp xúc với hai bệnh nhân số 416 và 418 mắc COVID-19 ở Đà Nẵng. Sáng nay, ngành tiếp tục xét nghiệm 50 bệnh nhân còn lại và tiếp tục chạy máy xét nghiệm luôn 3 mẫu bệnh phẩm người ở Tam Kỳ tiếp xúc với bệnh nhân 420 ở Đà Nẵng. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo nóng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tối ngày 26 tháng 7, Bộ Giao thông Vận tải có công văn hỏa tốc gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách. Để đảm bảo các hoạt động giao thông vận tải được an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 cho người điều khiển, tiếp viên, nhân viên phục vụ và hành khách khi tham gia giao thông trên phương tiện vận tải hành khách như xe buýt, taxi, xe chở khách, tàu hỏa, tàu bay, tàu thủy.
Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị, cơ quan tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 19 CTTTJ ngày 24 tháng 4 năm 2020, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác. Đồng thời cần thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng trong các hoạt động vận tải. Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là thành phố Đà Nẵng để theo dõi tình hình dịch bệnh, kịp thời hướng dẫn những vấn đề phát sinh trong phạm vi quản lý, đề xuất phương án xử lý trong trường hợp vượt thẩm quyền để Bộ Giao thông Vận tải xem xét quyết định. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị trên cần thông báo tới các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng trong thực hiện các hoạt động vận tải hành khách. Trang bị dung dịch rửa tay có ít nhất 60% nồng độ cồn, dung dịch khử khuẩn, thùng rác có nắp đậy trên mọi phương tiện vận tải hành khách. Yêu cầu tất cả người điều khiển phương tiện, tiếp viên, người phục vụ và hành khách phải luôn đeo khẩu trang đúng cách trong khu vực nhà ga, bến tàu, bến xe. Trên các phương tiện vận tải hành khách, yêu cầu hành khách trước khi lên phương tiện cần khai báo y tế điện tử bắt buộc tại nhà, chỉ khai báo y tế giấy khi không thực hiện được khai báo y tế điện tử, không áp dụng với taxi và xe buýt. Kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, đồng thời hành khách cần hạn chế nói chuyện, ăn uống trong chuyến đi, không khạc nhổ bừa bãi, khuyến khích thông gió tự nhiên trên phương tiện. Thực hiện khử khuẩn các bề mặt phương tiện trước và ngay sau khi kết thúc chuyến đi, trong quá trình di chuyển cần khử khuẩn thường xuyên tùy tình hình thực tế. Trong quá trình di chuyển, nếu hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở, cần thông báo với tiếp viên hoặc nhân viên phục vụ trên phương tiện, gọi điện cho đường dây nóng của Sở Y tế hoặc Bộ Y tế, số điện thoại 1900-3228 hoặc 1900-9095 và đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, điều trị kịp thời. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không thực hiện nghiêm các quy định về cách ly đối với tổ bay theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Chúng tôi là Thời sự 24 giờ TV. Những tin tức thời sự đáng chú ý có trong ngày sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị. Quý vị đừng quên like, share và subscribe để cập nhật sớm nhất những tin tức thời sự nóng hổi có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.